Một tình yêu mến ghi lời ái câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Xin chào cả nhà. Hôm nay thì Lý Hương ăn bún cá Châu Đốc. Đây là một quán ở gần nhà thôi. Hiện tại bây giờ thì quán mới mở nên là không có ai hết đó. Ngày hôm nay thì mình đi tiếp khách khá là đông, nên là bây giờ mình cũng hơi đuối, nên là mình mua cái bún về mình ăn, chứ mình không ăn tại quán. Quán này mới mở thôi, giờ này khoảng hơn 5 giờ. Thường ngày thì quán rất là đông nha, mà bây giờ mới mở nên là chưa có ai. Chắc mình mở hàng quá. Hôm nay mấy cô chủ bán đắt không? Đắt như mọi khi đỡ, chứ mà có chuyện gì hơi mệt. Sợ nhất là mở hàng. Đó, bún cá Châu Đốc thì có là các loại rau nè các bạn. Nhìn nè, rau điên điển nè, bông điên điển, các loại rau như là các loại bún khác thôi, tiêu chuối này nọ. Ở trên đây là cá ha. Cá đứng ở đây thì mùi rất là thơm. Chả cá, chả cá đây, nhìn thì khá ngon ha, cắt gọn. Rồi kế bên là cá, cá tươi, cá lóc tươi, sắc miếng vừa ăn. Còn đây là nồi nước dùng, đó các bạn thấy không? Nồi nước dùng nó cũng hơi riu riu sôi thôi, chứ nó không có sôi sùng sục. Quán mới mở nên mình mở hàng. Bây giờ thì mình mua về, hôm nay thì mình không có ăn nữa quán. Khi mà mua về thì được trụng bún rồi múc nước riêng, rồi về mình đổ vô mình ăn thôi. Thì thật ra mình mua ở ngoài mình cũng không có thích là bỏ vô bọc ni lông, nhưng mà bây giờ thì không có đem cái gầm mên trên đường về á, nên thôi lâu lâu thì ăn đi chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Nhưng mà mình thấy là nước quá sôi mà bỏ vô cái bọc ni lông thì thấy hơi sợ á. Mọi giờ thôi quyết định mua về rồi thì cứ ăn đi. Mọi người ở Việt Nam thì cũng thường mua về như vậy như vậy. Đây là bịch rau được đem về, rau sống mà. Bây giờ thì Lý Hương tập ăn rau sống nhiều cho nhiều dinh dưỡng. Còn đây là cái bảng giá nè các bạn, các bạn thấy không? Bún cá đầy đủ nha, gồm có nè cá phi lê nè, heo quay, chả cá nè, thì có giá là 28.000, 28k thôi. Cái phần Lý Hương đem về là 28.000 thôi. Còn nếu như mà chúng ta có thể ăn những cái phần đặc biệt có đầu cá lóc này nọ nữa thì nó tùy loại, nó từ 30 cho đến 40, 50, 60.000. Còn đặc biệt ở đây nha, còn có bán bún không với nước lèo nữa mà có giá 10.000 thôi. Nếu mà mấy bạn sinh viên nào mà kẹt tiền chút thì gộp hai gói mì gói là chúng ta đã có một tô bún cá Châu Đốc rồi. Ôi, quá tuyệt vời. Còn ở phía bên đó là nước tất cả các loại. Bây giờ giới thiệu cho cả nhà cái bún cá ha. Bún cá của người miền Tây. Một phần bún cá như thế này đó thì có giá 28.000. Cái phần thức ăn là có bún nè ha. Rồi có cá nè. Cá một viên, 2 viên, 3 viên. Chả cá. Cái này là có thịt quay ha các bạn. Đây là thịt quay nè. Quán này thì cũng gần sát nhà, trên ngay cái khu mình thì mình chọn á, cái khu cũng có khá nhiều những thức ăn á. Nó rất là phong phú. Để ngày quay món cho mọi người. Rồi, bún cá này thì giờ mình sẽ đổ nước vô thôi, nước bây giờ còn đang rất nóng. Bây giờ mình đổ nước vô. Rồi, wow, mùi đây rất là dậy, mùi thơm. Và
bên đây nè, rau ha. Rau các bạn biết không? Rau này rau gì? Hả? Rau này là cải, cái gì ta? Bông đinh điển nè. Rồi có những cái rau sống ha. Cái này là món miền Tây. Cá là biết của miền Tây rồi. Mình sẽ đổ rau ra. Rau này cũng có rau muống nè, giá nè, chuối nè. Rồi, có bông đinh điển nè. À, các bạn ơi, nhìn bông đinh điển đây. Dễ thương quá. Rồi. Để rau lên, ăn bỏ rau bỏ vô. Ở trong đây thì có thêm chanh nữa ha. Chúng ta có thể nặn chanh vô. Rồi, thì cũng như các món khác thôi. Nếu Hương ăn thêm ớt, ớt xanh nhìn rất là ngon. Ở đây thì có kèm thêm bịch bịch muối nha. Bịch muối, muối, muối ớt nữa nè. Thì mình có thể ăn khi mà mình lạc á, mình có thể nêm thay vì nước mắm. Rồi, đây, nhìn rất là ngon ha. Wow, tô rất là hoành tráng. Chỉ có 28k thôi nha cả nhà. 28k cho một dân giả miền Tây và bán tại Sài Gòn. Để ăn với món bún cá này, chúng ta có rất là nhiều loại rau nè các bạn. Đặc biệt hồi nãy Lý Hương có quay rồi đó. Đó là bông điên điển ha. Rồi, bông điên điển bỏ vô. Rồi, chuối nè, bỏ vô nè. Thêm rau muống ha. Bỏ thêm rau muống. Rồi, giá nữa. Ồ, một tô rất là hoành tráng. Một tô như thế này ở Gò Vấp thì chỉ có giá khoảng 28.000 thôi. Đây là một quán nằm gần khu Lý Hương ở á. Hôm nay là một ngày mà cũng khá là mệt mỏi với lại công việc nên mình cũng không muốn ngồi lại quán mình ăn đó. Mình mua về mình ăn. Khi mua về thì mình đổ ra mình ăn luôn thì nó sẽ cũng không có thua gì quán đâu. Nhiều người thì không quen nhưng mà Lý Hương ăn thì thấy quen, mà ăn ở nhà thì mình cảm thấy thích lắm. Mình chấm cá ha. Cá mình chấm với muối đó. Mình thử viên cá ra ha. Cá rất ngọt, dai. Không có cọng xương nào hết, không biết con cá này con cá gì đây. Mà hồi nãy mình như mình quay quán á thì lúc đó thì quán mới mở ra thôi. Nên là không thấy ai hết mà mình thấy rất là ngon. Nên là bữa nào mình chắc phải quay lại quán để hỏi coi cô chủ phải góp mình tập. Me wind and rain.
you're some kind of butterfly. Baby, you give me a bit. Nó còn ngon các bạn. Bây giờ mình ăn đây. Mình ăn đây để mình đi nghỉ xíu. Hôm nay mình hơi mệt. Rồi, bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của Lý Hương nha. Bye bye, xin chào. We'll be right back.